Hi, xin chào mọi người, Satoshi Mama đây. Hôm nay gia đình Satoshi đi ăn món đồ nướng. Hi. Đó, nhà Satoshi đi vào quán thịt nướng đây mọi người. Đây là không gian của quán này. Buổi trưa bây giờ ở đây là 1 giờ cho nên cũng vắng. Với lại là ngày bình thường ấy, đang là ngày lễ Tết nhưng mà bây giờ có thể mời rất là nhiều người đi làm rồi. Xem món nướng ở đây có gì. Đây là mấy cái rau này. Bây giờ đang rất là bàn trống nhiều ghê luôn á. Giờ mình quyết định rồi đấy. Hôm nay là gia đình đang buổi trưa ấy, thì chọn món đơn giản như sashimi shabu koshu giá 1,750 ăn thoải mái. Sumimasen, kore yaki koshu desu. Shabu shabu dewa nakute. Sukiyaki de. Yosuki yaki koshu desu. Drinku ba otsuke shimasu ka? Drinku ato de desu. Để xem ăn thoải mái thì có gì hơn. Ở đây là sẽ có đi cư này, rồi có giò xay, rồi có cơm, rồi ramen, rồi ice cream. Tất cả là mình đều được ăn miễn phí. Wow wow wow, đói bụng quá. Rất là lâu rồi nhà mình mới ăn món thịt nướng đó đây mọi người. À, trước mặt cũng có quán nhà kia đi cư nữa kìa. Đây, từ đây có thể ngắm được đường phố nữa này, nhìn ha, nhìn rất là vui. Đây, hôm nay đầu năm mới rồi, Satoshi mặc áo đỏ, nhìn cho nó đỏ cả năm. Ở đây người ta nướng trên cái bếp ngoại. Mọi người đã được đem bò ra cho mình rồi nè. Arigato. Ở đây mình ăn hô đài là ăn thoải mái là chỉ được có 60 phút thôi á. Đây, phần bò và họ vừa mới đem ra và phần thịt gì ta? Ôi shiso. Thèm quá Satoshi ha. Lâu ngày nhà mình không ăn được con ha. qua mặt Satoshi đâm chiêu rồi. Đã lâu lắm rồi á. Satoshi thì lạ. Lạ không con? Satoshi cũng có cái ghế đẹp lắm á. Đó, ngồi chiêm ngưỡng nha. Trời ơi, thèm quá đi à Satoshi ha. Chào chào chào, mình ăn 60 phút thôi, xem gia đình mình ăn được bao nhiêu phần nào. Wow wow wow, gia đình sẽ chạy nhanh với tốc độ, xem ăn được bao nhiêu. À đây có nước chấm gì đây, để mình thử xem nhé. Mình bỏ chút xíu thôi á, cái nước gì ta? Đây là nước chấm hả? Nó thèm lắm á. Trời ơi, lâu lắm rồi, có Satoshi không ăn được cái gì hết luôn á. À Satoshi ha. Mời tất cả mọi người ăn thử xem món đồ nướng ở đây xem thế nào. Giá của cái món này là bao nhiêu nhỉ? Lúc này là 1,750 8 gì á, là khoảng hơn 350. Ở Việt Nam mình thì ăn thoải mái luôn, còn ở đây sẽ ăn cho phúc. Giỏi quá vậy ta. Ủa to. Em vừa phân tất cổ. Papa. À papa, papa đu cổ. Papa đi lấy đồ. Papa đi lấy đồ. À papa đi lấy đồ. Vậy sao xin làm hề vui chưa? Vâng, và con ăn đi, đồ chứ. Ôi xin nè. Ui trời ơi, cái miệng của Satoshi ăn dữ vậy. Tầm tầm chậm. Sao đi ăn giỏi chưa. Cười, ăn cười tít mắt luôn. Quay người cười con làm hê nữa. Yeah. Ăn ở đây mình còn ngắm được thành phố nữa, nhìn cũng vui lắm á. Sao đi ăn đi thì hả?
Dạ. Vậy sao xin làm hề vui chưa? Wow, và con ăn đi, đồ chứ. Ôi xin nè. Ôi trời ơi, cái miệng của sao tôi sẽ ăn dữ vậy? Tầm tầm chậm. Ờ, sao đi ăn giỏi chưa? Cười, ăn cười tiếp mắt luôn ha. Qua nhà cười con làm hề nữa. Yeah. À, ăn ở đây mình còn ngắm được thành phố nữa, nhìn cũng vui lắm á. Thôi đi ăn đi thì hả? Dạ. Ăn ngon quá, khoái chí, cười 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 hoài á. Hay tôi đang ngon. Nhà mình mới gọi tiếp thêm không? Mỗi thứ là hai phần á. Nửa tiếng rồi mà mới ăn được có hai dĩa mà dĩa tí béo. Nhà này chạy đua với thời gian không kịp rồi sao tôi thế ạ? Với lại last order hình như không biết là mấy phút. Ma, à mama giỏi quá vậy, sao chị gọi mama hả? Sao ăn đi. Người làm tròn nãy giờ luôn, thì ăn to dữ. Cái đó gừng mỡ rồi con ăn miếng này nè. Papa cho cái khác, papa cho sao cho cái khác. À papa. Sao chị? Đây là tự gấp thôi à? Papa. Mở sao tôi sẽ vui quá. Wow, ít tay nè. Bảo cho con nhiều rồi đó. Hay làm hề lắm. Hay cầm đũa đọc vậy mà một chiếc ngựa chiếc xuôi. À, cười nữa. À, hết chua, hết rồi hả? Suikashimasu nè. À sao chị đòi ăn kem hả? Ai chứ? Bà, ai chứ? Lúc này mặc ăn kem mà, à mặc ăn kem phê luôn. Ta đi ăn đang hưởng thụ. À, đòi ăn kem nè, em mày cho miếng khác. Ăn kem là sao chị phê luôn á. Này cho này, nè, à ghé được. Đụng, mặc phê chưa? Mặc phê chưa? À, đập bàn là ăn tiếp nè mọi người. À, papa nó kìa, đòi ăn kem á. Đồ mặc phê luôn á. Mama sao? Mama lấy nguyên một chén cho Sasashi nè. Sao giờ bị dơ hả? Kitanai hả? Hay ngồi xuống, swatte. Mama cho nè, cho nè. Trời, cho sẽ ăn hết luôn. Sao giờ ăn mấy phút rồi? Nhà mình chỉ còn vài phút thôi. Kiểu này ăn với thời gian kịp rồi Sasashi ăn. Quá Sasashi ăn kịp rồi. Ừ. Mama xong. Mama sao? Đúng rồi. Thôi sao vậy? Quá xít. Ăn cho đã luôn, ăn cho đã kem luôn á. Và tôi một chén to ư luôn. Bây giờ sao thì dễ sợ kìa cái miệng sao thì em chọc tầm. Ăn xong rồi, ăn xong lo á. Ăn xong lo làm hề nữa. Đó. Ăn no còn được ngắm cảnh ở đây. Lâu lâu ngắm cảnh đường phố cho mọi người thấy nè. Wow ha. Đó, đứng từ trên cao nhìn xuống là xe đang chạy nè. Khu này ngay khu trung tâm á. Hay sao thế ha? Baby. Hay sao mà lại xíu sao đi quay lại ơi. Từ cái chỗ này á còn nhìn thấy được cái chùa Kijomizu nữa kìa. Wow. Những địa điểm nổi tiếng của Kyoto. Chùa này vào mà mùa thu đẹp lắm. À, từ đây đến cái chỗ đó khoảng 4 cây mọi người. Chùa rất là nổi tiếng ở Kyoto. Ai đến du lịch ở Kyoto đều đến chùa này hết á. Dựa lưng vô núi rồi. Sau một cây hứng. Wow. Bỏ nó thôi, em vô quá thôi. Bông nướng ở đây nướng trên đất trời.
cho nên cái vị nướng nó sẽ khác, nó giống như ở nhà mình, cái này mình ở nhà mình cũng còn 10 phút nữa lo đây thôi. Còn 10 phút nữa mình có thể lấy được đồ. Rồi, thay đổi chi không ăn nữa. Thay đổi cái bữa luôn. Con ăn đi. Mẹ sẽ giúp con ăn. Cũng thật là dơ nha. Dơ không? Ở xin. Trời, tàu hủ nó béo dễ sợ luôn á. Tàu hủ chiên béo. Đâu vậy? Tàu hủ chiên không? Ăn lo rồi. Giờ cho ăn thêm cũng khó. Ôi. Xin chào tạm biệt các cô chú đấy con. Cảm ơn các anh chú và cô chị đã theo dõi video của Satoshi Mama. Hẹn gặp lại các cô chú và anh chị trong video kế tiếp. Xin chào và xin nhớ cho Satoshi một like, chia sẻ và đồng thời nhớ đăng ký kênh của Satoshi Mama để Satoshi Mama có thể làm thêm những video kế tiếp. Xin bye bye.